Tiếp theo xin kính mời đồng chí Đinh Thiếu Huynh thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12. Kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12 gồm 200 đồng chí. Trong đó 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Theo chương trình làm việc của đại hội, ngày 27 tháng 1 năm 2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12. Đoàn chủ tịch xin báo cáo đại hội kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 12 như sau. 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của điều lệ Đảng và quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Thảo luận dân chủ, thống nhất cao, số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 gồm 19 đồng chí. Tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần, đủ số lượng 19 đồng chí gồm 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, 2. Đồng chí Trần Đại Quang, 3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, 4. Đồng chí Ngô Xuân Lịch, 5. Đồng chí Tô Lâm, 6. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 7. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, 8. Đồng chí Đinh Thế Huynh, 9. Đồng chí Phạm Minh Chính, 10. Đồng chí Tòng Thị Phóng, 11. Đồng chí Vương Đình Huệ, 12. Đồng chí Trần Quốc Vượng, 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, 13. Đồng chí Phạm Bình Minh, 14. Đồng chí Trương Thị Mai, 15. Đồng chí Trương Hòa Bình, 16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, 17. Đồng chí Võ Văn Thưởng, 18. Đồng chí Đinh La Thăng, 19. Đồng chí Hoàng Trung Hải. 2. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, tái cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. 3. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm 1. Đồng chí Lương Cường, 2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, 3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình. 4. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 gồm 21 đồng chí. 1. Đồng chí Trần Quốc Vượng, 2. Đồng chí Mai Trực, 3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, 4. Đồng chí Sa Như Hòa, 5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, 6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, 7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, 8. Đồng chí Tô Quang Thu, 9. Đồng chí Trần Cẩm Tú, 10. Đồng chí Nguyễn Công Học, 11. Đồng chí Võ Minh Khương, 12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, 13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà, 14. Đồng chí Hà Quốc Trị, 15. Đồng chí Cao Văn Thống, 16. Đồng chí Võ Khắc Hùng, 17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, 18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn, 19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, 20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, 21. Đồng chí Trần Tiến Hưng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12. Đoàn chủ tịch xin báo cáo đại hội. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí Đinh Thiếu Huynh. Tiếp theo xin kính mời Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ra mắt và kính mời đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thay mặt Ban chấp hành Trung ương phát biểu ý kiến. Thưa đoàn chủ tịch, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và với tình cảm cá nhân,
Tôi chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho chúng tôi trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân và đất nước. Chúng tôi nhận thấy đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là để vượt qua không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Thưa các vị khách quý, thưa đại hội, những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đặc biệt, trong đó có những đóng góp to lớn quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, xin trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí về những đóng góp to lớn đó. Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp hơn nữa cho Đảng, nhân dân và đất nước. Chúng tôi xin hứa trước đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân rằng tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể qua các thời kỳ, của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế để giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp năm mới 2016 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Bính Thân, xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí đồng bào và chiến sĩ cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc năm mới, thắng lợi mới. Kính mời đồng chí Trần Quốc Vượng, trưởng đoàn thư ký, đọc dự thảo nghị quyết đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại hội, tôi xin đọc dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2016. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20 tháng 1 năm 2016 đến 28 tháng 1 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trình, quyết nghị một la mã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 11 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 nêu trong báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 trình đại hội. 1. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 11 và nhìn lại 30 năm đổi mới. 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm,
khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước, cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông đã tác động bất lợi đến nước ta. Trong nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những hạn chế, khiếm khuyết vốn có của nền kinh tế, những hạn chế yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội ngày càng cao. Đồng thời, chúng ta phải dành nhiều nguồn lực để bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước trước những diễn biến mới phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng và đạt được những thành quả quan trọng. Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ, vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vì thế, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Nhiều hạn chế yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. 4 nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ, cán bộ đảng viên và tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm. 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. 2. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016-2020. 5 năm tới,
tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học, công nghệ, kinh tế, trí thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí kinh tế, chính trị, chiến lược ngày càng quan trọng. Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền, biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn biến gay gắt. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ vận hội phát triển mở ra rộng lớn, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nguy cơ diễn biến hòa bình của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau. Mục tiêu tổng quát: tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm từ 6,5 đến 7% năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 đến 3.500 đô la Mỹ. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng 32 đến 34% GDP. Bộ chi ngân sách nhà nước trong khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 đến 35%. Năng suất lao động bình quân tăng khoảng 5% năm, tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 đến 1,5% năm, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 đến 40%. Về xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 đến 70%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, có 9 đến 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt khoảng 80% dân số, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5% năm. Về môi trường, đến năm 2020, 95% dân cư đô thị thành phố và 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại và 95-100% chất thải y tế được xử lý, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Các nhiệm vụ quan trọng: trong nhiệm kỳ Đại hội 12, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực,
để phát triển đất nước nhanh bền vững, đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. 2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. 4. Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. 5. Thu hút phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những mối quan hệ bức thiết, tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 6. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 2. La Mã. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 trình Đại hội 12. Do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. 3. La Mã. Thông qua báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11, đồng ý không sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng hiện hành, giao Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 hướng dẫn quy định cụ thể và tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm, thống nhất điều lệ trong toàn Đảng. 4. La Mã. Thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, do Ban chấp hành Trung ương khóa 12 kiên quyết kiên trì với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện toàn diện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. 5. La Mã. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12 gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết. 6. La Mã. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và cấp ủy tổ chức Đảng lãnh đạo chỉ đạo cụ thể và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong văn kiện Đại hội 12. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới, vẻ vang tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Tôi đã đọc xong nghị quyết, xin kính trình đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Xin cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng. Xin mời đại hội cho ý kiến. Có đồng chí nào có ý kiến xin mời. Thế thì các đồng chí không có ý kiến. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì khác, xin đề nghị đại hội chúng ta biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ đảng viên. Đồng chí nào nhất trí xin cho biểu quyết.
Mời các đồng chí để tay xuống. Đồng chí nào không nhất trí? Không có. Đồng chí nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội chúng ta đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa đại hội, tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đọc diễn văn bế mạc đại hội. Kính mời đồng chí. Thưa đoàn chủ tịch đại hội, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội. Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng là báo cáo chính trị, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11, báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11 và báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó. Thưa đại hội, các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện tiếp tục khẳng định hoàn thiện quan điểm đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, xác định mục tiêu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới, đầy triển vọng, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, đại hội đã thảo thuận và không thông qua những chủ trương quyết sách quan trọng có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai, tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng,
nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Những phẩm chất cao quý tốt đẹp, cốt lõi, thể hiện bản chất và sức sống của Đảng. Chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Thưa đại hội, tại đại hội 12 của Đảng, nhiều đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 còn sức khỏe, đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác, song đã gương mẫu không ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12, tạo điều kiện để trẻ hóa, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đầy trách nhiệm. Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí và xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết. Đại hội trao cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề, song hết sức vẻ vang trước Đảng, nhân dân và đất nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định. Thưa các đồng chí, Đại hội trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của toàn thể cán bộ đảng viên, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ trên cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng của đến đại hội, biểu thị những tình cảm hữu nghị và đoàn kết tốt đẹp đối với Đảng ta, nhân dân ta và đất nước ta. Đại hội đã nhận được rất nhiều thư điện chúc mừng đến từ mọi miền của đất nước và của đồng bào ta ở nước ngoài. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đồng chí đồng bào và bạn bè quốc tế dành cho đại hội. Đại hội cũng nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã đến dự và kịp thời đưa tin về đại hội. Đại hội biểu dương và cảm ơn các tiểu ban chuẩn bị đại hội và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội khóa 12 của Đảng, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các sĩ quan và chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã tận tụy làm tốt công tác phục vụ, góp phần thiết thực vào thành công của đại hội. Thưa đại hội, thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn thách thức,
tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngay sau đại hội, đề nghị tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội, khẩn trương xây dựng triển khai chương trình kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân, đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Đại hội kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thưa đại hội, mùa xuân Bính Thân đang về, mang theo những điều tốt lành. Chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Quang Vinh với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc và tương lai tươi sáng của dân tộc. Tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.